chào toàn thể anh em, chào mừng em đã quay trở lại với Thế Anh Audio. Và để tiếp tục các video thì ngày hôm nay bên em sẽ lên video để tiếp tục đây giới thiệu và giảm giá cho các bác như một mẫu đẩy 4 kênh đến hiệu ETC Pro Audio. Đây là hàng mới chính hãng, có công suất là 1.200W kênh. Đây, video này rất là đặc biệt, bên em sẽ giảm giá sập sàn cho các bác. Thì rất là mong muốn các bác nào chưa like video nhá, thì các bác cho bên em xin một like. Các bác chưa đăng ký kênh cho bên em xin một đăng ký kênh. Và nhớ nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Nhau Đô ạ. Với thiết kế của nó, mặt trước là một tấm kim loại được sơn tĩnh điện màu đen, rất là đẹp luôn, cực kỳ là đẹp. Và hai bên nó sẽ là hai cái lưới đa mắt cáo để hút gió. Đấy, thiết kế cân nhá. Màn hình hiển thị ở giữa, màn hình nét hiển thị ở giữa, đầy đủ các thông số. Đây là các cái thông số của công suất của từng kênh 1, 2, 3, 4 này. Và nhiệt độ, báo nhiệt độ của từng vế, cũng như là tốc độ quạt gió. Và có 4 hệ thống, 4 cần đèn nháy của từng kênh, tương với Z1, Z2, Z3, Z4, rất là đẹp luôn. Anh em nhìn đấy, một mẫu thiết kế thật sự anh em nó quá là đẹp, đến từ ETC Pro Audio. Đây là phiên bản cao cấp anh em nhá, rất là đẹp luôn ạ. Đấy. Và đây sẽ quay cho anh em đằng sau để anh em có thể chiêm ngưỡng các cái thiết kế đằng sau của những mẫu đẩy này. Hiện tại em đang kết nối trực tiếp. Đây các bác có thể thấy ở đây nhá. Thì đằng sau của nó thì hai bên nó sẽ là hai quả gió hai bên này. Đấy, hai bên nó sẽ hai quả gió này và bốn tín hiệu đầu vào 1, 2, 3, 4 này và bốn đường link. Cũng như là sẽ có các cái đường cầu giao loa hoặc rắc lưu trích. Đấy, anh em có thể đấu trực tiếp cầu giao loa hoặc rắc lưu trích đều được. Và các chế độ đánh ở đây, Braille này, Barrel, Sitel, anh em có thể gạt, cần gạt, anh em có thể trực tiếp đánh chập kênh hoặc là đánh Sitel. Đấy, quá là cao cấp luôn. Và quay cho em nội thất của con này, phiên bản cao cấp thì phải nói đến nội thất thì quá là khủng luôn. Đây, đúng chiều đúng không ạ? Đấy, với là một nguồn đồng size 22 thì quá là khủng luôn cho các bác và anh em. Đấy, một nguồn đồng size 22 và phiên bản này, phiên bản nâng cấp sẽ nâng cấp từ 16 tụ. Tất cả là phiên bản thường sẽ là 16 tụ, nâng cấp lên 24 tụ lọc nguồn. Anh em có thể đếm nhá, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bên này 12 nữa là 24 tụ lọc nguồn. Phiên bản thường anh em cứ để ý từ khoảng 12 đến 16 tụ thôi. Nhưng phiên bản này, phiên bản nâng cấp, phiên bản mới sẽ nâng cấp được 24 tụ lọc nguồn. Đấy, mỗi kênh thay vì 4 tụ sẽ là 6 tụ. Đấy, nguồn đồng size 22, nguồn đồng lớn này, nhiều tụ lọc nguồn như vậy, thật sự anh em nó quá khỏe luôn. Điện áp vào cực kỳ là khỏe để cho các bác đánh. Và kết hợp với nó là tất cả là so trường. Đây, 4 kênh hoàn toàn chạy so trường LGVK cho 4 kênh này. Và tổng cộng số lượng so của nó là 80 so trường LGVK anh em nhá. 80 so trường LGVK cả bù áp nữa. Thì thật sự anh em đánh quá là khỏe luôn. Đây, soi kỹ cho các bác này. So trường tất cả là so trường LGVK loại to này. Đấy, so trường LGVK và có bù áp của từng kênh. Đấy, từng kênh đều có các con bù áp đây. Đấy, từng kênh đều có các bù áp. Đấy, quá là khủng luôn cho các bác nhá. Thật sự anh em nó quá là khủng luôn. Với nội thất thì thật sự anh em nó quá là khủng luôn ạ. Và đây, thiết kế mạch của nó, là đây là thiết kế mạch công suất của nó, thiết kế mạch CLH lên đảm bảo cho anh em là đánh rất là uy lực. Đấy, đảm bảo được độ đánh uy lực cũng như là rất là lành nhá, cực kỳ là lành, rất ít đôi vặt với thiết kế mạch CLH này. Đấy, anh em có thể thấy quá chất lượng luôn nhá. Một dòng đẩy quá khủng. Và đặc biệt ngày nay sẽ giảm giá cho các bác. Nên rất là mong muốn các bác nào chưa like video, chưa đăng ký kênh thì hoan hỉ ủng hộ cho bên em Simonai và một đăng ký kênh nhá. Và phiên bản này anh em ơi, ở đây có các cái dơ le này, đây là phiên bản cao cấp, nên có các cái dơ le chống cháy. Đấy, các kênh đều có, từng kênh một nhá. Đây, từng kênh một đều có các dơ le, chứ không phải là dơ le tổng cho cả đẩy đâu, mà đây là từng kênh một, rất là chi tiết luôn cho các bác và anh em. Cực kỳ là chi tiết đây. Đấy, khi mà anh em bị chập dây loa hay bất kỳ một lỗi gì đó thì dơ le này sẽ báo đến các con cầu chì này. Đấy, lúc ấy anh em chỉ cần thay cầu chì thôi, không bao giờ bị cháy cả một cái mạch công suất này. Những phiên bản cũ thì không có dơ le nên cháy là cháy cả hoàn toàn cả mạch, anh em phải sửa cả mạch. Nhưng phiên bản này, phiên bản cao cấp, có dơ le đầy đủ cho các bác. Đấy, rất là cao cấp, thiết kế mạch CLH. Và thật sự anh em nó là một dòng đẩy công suất khủng, công suất là 1.200W một kênh, quá là khủng luôn. Đấy, em nhắc lại nhé, đây là một nguồn đồng size 22 kết hợp lên cả phiên bản nâng cấp 24 tụ lọc nguồn. Và anh em nhìn nhá, hàng chính hãng, tất cả bên trong có QR code này của hãng này, ETC nhá, có tem mã vạch này, QR code bảo hành điện tử. Quá chất lượng luôn ạ, thật sự anh em, quá là chất lượng với một dòng đẩy, mẫu đẩy 4 kênh, công suất là 1.200W một kênh. Đấy, với 1.200W thì em sẽ hướng dẫn các bác lắp ghép. Các bác dùng mua gia đình nhá. Mỗi kênh này anh em chơi cho 1 đôi 30, hai kênh là 2 đôi 30. Kênh thứ ba anh em dùng loa lời và kênh thứ tư anh em đánh súp. Còn bác nào làm sự kiện, giảm cưới cho tôi lê
Loa kẹo kéo thì mỗi kênh này là một chiếc 40 coi 100 hoặc là một đôi 40 coi 76. Đấy, và hai kênh còn lại anh em đánh súp đơn 50 coi 100, đánh rất là khỏe luôn. Và các bác đây em sẽ test cho anh em nghe thử chất âm của nó. Anh em có tai nghe thì đeo tai nghe vào nghe chất âm của nó nhá. Đánh cực kỳ là uy lực cũng như tiếng rất là sáng qua những chiếc đẩy 4 kênh này. Anh em nghe trực tiếp ạ. Rồi. Nghe trực tiếp nhá, em test trực tiếp. Một mẫu đẩy đây, em đã nghe trực tiếp tiếng của nó cực kỳ uy lực và rất là sáng. Một mẫu đẩy 4 kênh, hàng chính hãng của ETC Pro Audio. Và công suất của nó là rất là khủng, 1.200W một kênh. Ngoài thị trường bán cho các bác là không dưới 10 triệu đồng. Thật sự em nó, thậm chí nó đến 12, 13 triệu đồng. Vì đây là phiên bản nâng cấp, kể cả màn hình LED LCD này, cũng như là số lượng tụ, số lượng sò và nguồn của nó rất là to. Đấy, nhưng em, thế anh em sẽ bán cho các bác anh em. Đấy, trong video này sẽ giảm giá cho các bác và anh em, giá cực kỳ là tốt nhá. Bỏ qua mức giá là 10 triệu ở bên ngoài, em sẽ bán cho các bác giá chỉ có 6.200.000 và em sẽ bao ship cho các bác nhá. 6.200.000 một chiếc đẩy 4 kênh, công suất là 1.200W một kênh, và bên em sẽ bao ship và tặng thêm cho em 4 giá ca lông nữa, 4 giá ca lông. Nguyên tiền ship và tiền dây nó là gần 500.000 rồi. Bên em sẽ miễn phí cho các bác bao ship và tặng cho em 4 giá ca lông, được nhận hàng, kiểm tra trước khi thanh toán, ok chưa? Giá cực kỳ là tốt cho các bác và anh em. Thì anh em mua hàng nhanh tay nhắn tin số lại em nhá. Chốt đẩy ETC D1200, công suất của nó là 1.200W một kênh, phiên bản nâng cấp cực kỳ là cao cấp ạ. Đấy, cảm ơn các bác và anh em theo dõi video của Thế Anh Audio. Xin cảm ơn anh em rất là nhiều nhá.